cấp Mỹ Đình. Chúng tôi xin giới thiệu trận thi đấu đồng đèo 2, Đô Vũ Văn Sưởng của Quế Võ mang phiếu đỏ nhất thắng gặp Đô Nguyễn Văn Thắng của Bắc Giang mang phiếu xanh. Xin theo, mời hai đô vào giữa sới. Hai đô nghe hiệu lệnh trọng tài chống xe đài. Sau theo bàn này, chúng tôi xin mời trận thi đấu giải đèo thường Đô Nguyễn Văn Thảo của Đông Anh gặp Đô Nguyễn Văn Tinh của Sóc Sơn. Mời hai đô chuẩn bị trang phục. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Trận đấu tiếp tục. Nếu như Đô Nguyễn Văn Thắng giành chiến thắng trước Đô Vũ
Văn Xưởng. Để khích lệ tinh thần thi đấu của hai đội, đề nghị toàn thể các cổ động viên thưởng cho hai đội một tràng pháo tay thật to, cổ vũ cho hai đội thi đấu rất tích cực. Ngoài sới, mời hai đội vào trận sới. Đô to mà chạy khỏe lắm. Trận đấu tiếp tục. Mời hai đội tạm nghỉ. Chúng tôi xin mời trận thi đấu giải heo.